truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm qua Huy có việc đột xuất cho nên nghỉ ngày hôm qua. Thì truyện của ngày hôm qua Huy sẽ phát bù lại vào tối thứ hai sắp tới. Còn ngày hôm nay mời quý thính giả cùng gặp lại cậu pháp sư trẻ Diệp Minh, series Diệp Minh Phiêu Lưu Ký, qua những sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Huy xin đọc lại những tập truyện trước nằm trong series này để cho quý thính giả tiện theo dõi. Đó là Bí Mật Làng Sam, Giải Cứu Sớm Rừng, Tróc Quỷ Gốc Đa, Đứa Còn Dâu Tham Lam. Quý thính giả có thể tìm nghe lại để tiện theo dõi nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện ngắn tiếp theo trong series Diệp Minh, đó là Ác Nhân Trường Tiểu Học. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Bảy giờ tối, tại trường tiểu học Đông Hòa, Diệu đang ngồi soạn lại đề cương để kịp ngày mai giảng bài cho học sinh ôn thi. Đột nhiên cảm giác gai người ùa tới, da gà nổi lên. Cánh cửa sổ trước mặt Diệu mở tung ra, dần dần xuất hiện một bóng người, phát ra giọng nói âm u. Diệu, Diệu ơi! Diệu ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng một người con gái đang đứng bên cửa sổ. Vì bị cận thị cho nên với khoảng cách này cô không thể nào nhìn rõ được mặt người kia. Cô nhíu mày hỏi: Ai đó? Kiếm em có chi không? Tuy hỏi như vậy nhưng Diệu khá ngạc nhiên, vì dường như cô là giáo viên cuối cùng còn ở lại trường. Các thầy cô khác xong việc đã về từ sớm rồi. Diệu ơi, giúp tôi với, giúp tôi. Lúc bình thường Diệu cũng không đeo kính, chỉ khi nào cần thì mới dùng. Lúc này cô đưa tay cầm lấy cái kính trên bàn, đeo lên để nhìn cho rõ. Thì đột nhiên thấy bóng người kia bị một sợi xích lao tới, kéo đi mất hút vào trong bóng tối. Chỉ kịp để lại một tiếng thét đau đớn. Diệu trợn mắt, chạy tới chỗ cửa, nhìn ra bên ngoài. Nhưng chẳng thấy gì, xung quanh tràn ngập trong màn đêm u tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Là thật hay là mơ? Hay có ai đó bày trò nhát ma cô? Diệu chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vội vội vàng vàng đi thu dọn đồ đạc, rồi ngay lập tức rời khỏi văn phòng. Đi ngang qua phòng bảo vệ, chú Sáu lên tiếng hỏi: Ủa, cô Diệu nay về trễ quá vậy? Dạ, công việc bữa nay lu bu quá chú ơi. Mà chú nè, ngoài con ra còn ai ở trong trường không chú? Ủa đâu có ai đâu cô. Cô là người cuối cùng đó. Hồi nãy tôi đi tuần tra cửa nẻo rồi, có mình cô còn ở lại trường thôi. Diệu nghe vậy trong lòng tự nhiên lạnh toát. Lạ gì? Lúc nãy con thấy có người đứng ngoài cửa gọi con đó chú. Con còn tưởng là cô giáo nào ở lại á. Không thể nào. Tôi dám chắc có một mình cô thôi à. Cô coi, nhà xe cũng đâu còn chiếc nào nữa đâu. Hay là cô mệt quá hoa mắt rồi? Thấy chú Sáu khẳng định như vậy, Diệu cũng không cố cãi. Cô chào chú rồi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi cổng trường. Cơn sợ hãi dần qua đi, Diệu sớm bình tĩnh trở lại. Lúc đang tận hưởng làn gió đêm mơn man qua những lọn tóc, cô bỗng giật mình khi thấy mình sắp lao vào một cái xe máy đi ngược chiều. Cô không kịp xử lý tình huống, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh. Âm thanh tắn xe vang lên trên trích, thế nhưng cũng không tránh được tai nạn. Hai bên đâm sầm vào nhau, khiến cho cả người và xe đều ngã sóng xoài ra con đường làng. Diệu đau quá nằm luôn trên đường, nhất thời chưa dậy nổi. Còn chàng thanh niên đi chiếc xe chia kia là Diệp Minh chứ ai. Cậu ta bị hất văng xuống bụi cỏ cho nên đỡ hơn. Thấy người vừa bị đụng là một cô gái, cậu đi tới đỡ dậy, nhưng vẫn không quên lèm bèm: Trời ơi, cô đi đứng kiểu gì mà không ngó trước nhìn sau vậy? Trời, đêm hôm còn đạp xe không có đèn nữa,
Bộ đường này ba má cô làm ha? Cũng may là Minh Thắng kịp, cho nên cú va chạm không lớn. Thấy Diệu không gãy xương bể đầu thì cả hai cũng thở phào. Cô áy náy xin lỗi mình. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, dường như khúc này không có cái bóng nhà nào cả. Hai bên chỉ toàn là cây cổ thụ. Mình hỏi: Ủa rồi nhà cô đâu? Sao đàn bà con gái mà giờ này còn ngoài đường vậy? Diệu phủi bụi đất dính trên người rồi giải thích: Tôi là giáo viên dạy học ở trường Đông Hòa gần đây. Vì phải tranh thủ chuẩn bị tài liệu, mai ôn bài cho học sinh thi nên về trễ thôi. Với lại có mấy trăm mét đoạn đường này là không có nhà, chứ đi tới thêm một khúc là nhà cửa san sát hả? Nói xong, Diệu nhìn kỹ cậu thanh niên trước mặt. Trông cậu ta khá là lạ, hình như chưa từng gặp trong làng bao giờ. Cô thắc mắc hỏi: Ủa mà cậu là ai? Nhìn cách ăn mặc thì chắc ở nơi khác hả? Tôi tên Minh, chỗ khác tới. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Sẵn tiện cho tôi hỏi ở đây có chỗ nào cho thuê phòng nghỉ qua đêm không? Diệu chỉ tay về một hướng. Nhà tôi cách đây không xa lắm. Ở cuối cái đường kia có một cái nhà nghỉ bình dân á. Chiếc xe đạp của Diệu không có hỏng hóc gì, nên cô tiếp tục đạp về phía trước mà dẫn đường. Mình chạy rề rề theo sau. Lúc này cậu chợt nhìn thấy trên người Diệu có một luồng âm khí đang lẩn vẩn. Mình chợt nhíu lông mày. Xem ra thời gian tới cậu phải ở lại nơi này để tìm hiểu rồi. Đi được tầm 10 phút, Diệu dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Bây giờ cậu cứ chạy thẳng lên, tầm 5 phút á là thấy có cái bảng hiệu cho thuê phòng á. Tôi cảm ơn nha. Mình gật đầu, kéo ga một hơi như thằng trẻ trâu, phóng đi thật nhanh. Bụi đường bay lên mù mịt, làm cho Diệu ho lên sặc sụa. Ây, con trai mà đi xa chia, chỉ có báo thôi. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo. Mình theo sự chỉ dẫn của Diệu, cậu tới trước cái nhà nghỉ, thuê một căn phòng để ở tạm vài ngày. Nói là nhà nghỉ chứ thực chất chỉ là một dãy nhà sập xệ y như nhà trọ. Có điều nội thất đàng hoàng, tử tế hơn nhà trọ một chút. Tuy nhiên mình cũng không đòi hỏi nhiều ở những vùng quê như thế này. Tắm rửa xong xuôi, cậu lên giường nằm suy nghĩ mãi về cô Diệu. Cô ta nói mình là giáo viên, vậy thì tại sao trên người lại có âm khí? Gọi là tà khí thì đúng hơn. Luồng tà khí này không phải dính lên người cô ta do cô ta đi ngang qua đám ma hay nghĩa địa, mà nó mang theo oán khí rất mạnh. Dường như có một vong hồn đầy oán thù nào đó đã tiếp cận cô. Mình nằm suy nghĩ được một lúc, rồi chợp mắt ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, lúc nghỉ giải lao giữa giờ, tất cả các học sinh ùa ra ngoài sân nô đùa. Diệu ngồi trong lớp bấm điện thoại. Thầy Dũng đi ngang qua thấy vậy thì ghé vào chào hỏi. Nè Diệu, sao ông ra ngoài cho khoai quá? Mà sau này sắc mặt em xấu gì? Dạ không sao đâu thầy. Chắc tại dạo này lịch trình dày đặc quá, cho nên em mất ngủ, xuống sắc đó mà. Mà cũng đừng đặt nặng thành tích quá. Dù sao em cũng được công nhận là giáo viên dạy giỏi rồi mà. Thôi ra quán uống nước đi, hít chút khí trời đi. Diệu thấy thầy Dũng nhiệt tình nên cũng không tiện từ chối, bèn đứng dậy đi cùng với thầy. Hai người đi ra cái quán sát bên trường, mua hai ly nước, rồi chọn cái bàn ở trong góc ngồi xuống. Thầy Dũng trầm buồn nói: Tự nhiên nhắc tới giáo viên dạy dỗi mới thấy hoài niệm. Nếu cô My mà còn, chắc bây giờ cũng trở thành giáo viên dỗi như em rồi. Nghe nhắc tới cô My, Diệu hơi giật mình. My từng là giáo viên của trường, rất chăm chỉ và chịu khó. Cách đây nửa năm, My ở lại trường chấm điểm thi cho học sinh thì bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Thủ phạm rất tinh vi, giống như đã lên kế hoạch xóa sạch dấu vết từ trước đó, cho nên đến bây giờ công an vẫn chưa bắt được. Nhớ lại chuyện cũ, Diệu thở dài. Em không biết kẻ nào mà lại ra tay tàn nhẫn vậy. Cô My mà còn sống thì chắc là cô đạt giáo viên giỏi trước em nhiều. Cũng vì vụ án của My
mà trong suốt thời gian dài không có giáo viên nữ nào dám ở lại trường. Cứ tan làm là họ về hết, chỉ có Diệu đêm qua vì quá tập trung mới ở lại muộn như thế. Thầy Dũng vỗ vai cô rồi động viên. Chắc họ sẽ tìm ra được thôi. Chạy đâu cho khỏi lưới trời cho em. Bị bàn tay to lớn chạm vào người, Diệu có hơi ngượng ngùng. Cô ngước mắt lên nhìn thầy Dũng, rồi rất nhanh chóng rời mắt đi. Hai gò má ửng đỏ lên. Cô biết thầy Dũng có tình ý với mình. Thầy lúc nào cũng quan tâm tới cô. Sau vụ án của cô My, thầy sợ Diệu gặp bất trắc, nên ngày Diệu về trễ, thầy cũng đưa cô về. Thế nhưng Diệu vẫn chưa đón nhận tình cảm này, vì cô hiện tại đã có bạn trai. Bạn trai cô đang đi xuất khẩu lao động, 3 năm nữa mới về. Diệu đã hứa là sẽ chờ người ta rồi. Giờ giải lao trôi qua rất nhanh. Nghe tiếng trống đánh, cả hai mới đứng dậy quay về lớp học. Lúc đó thì Minh đang đi dạo một vòng xung quanh làng Thanh Bình. Bà con nơi đây sinh sống chủ yếu là trồng lúa, xen thêm ít cây ăn trái. Minh chán nản, không phát hiện ra được gì ở đây cả. Cậu nhớ cô gái hôm qua nói là dạy học ở trường Đông Hòa. Vì vậy liền men theo con lộ chính, chạy đi tìm ngôi trường kia. Đó là một ngôi trường tiểu học, nhìn khá khang trang. Nhưng Minh đoán tuổi đời của nó phải trên 20 năm rồi. Vì bên cạnh những tòa nhà mới xây, vẫn có mấy phòng học trệt, tróc sơn cũ kỹ, là kiến trúc của mấy chục năm trước. Đối diện với trường học có một cái quán nước. Minh quyết định qua đó ngồi nghỉ ngơi, sẵn tiện quan sát ngôi trường này xem có gì bất ổn hay không. Giờ này học sinh đang học ở trong lớp, giáo viên cũng bận dạy học, cho nên cái quán vắng hoe, chỉ có mình Minh là khách. Cậu gọi một ly cà phê sữa đá, rồi kiếm một chỗ thoáng mát mà ngồi. Bà chủ bưng ly cà phê tới, dòm cậu hỏi. Ngó cậu coi bộ lạ ha, người chỗ khác tới hả? Minh gật đầu cười cười. Thực tình câu hỏi này cậu nghe phát chán luôn rồi. Mỗi lần dừng chân ở đâu cũng bị hỏi hết. Cũng đúng thôi, người dân quê họ sống cởi mở với nhau. Người trong một xóm thì dường như họ quen mặt hết, cho nên thấy người lạ là họ nhận ra ngay. Vốn đang rảnh khách, cho nên bà chủ bắt cái ghế ngồi xuống nói chuyện với Minh để giết thời gian. Minh đi đây đi đó hoài, cho nên tính tình hòa đồng, bắt chuyện rất nhanh, không có bất cứ rào cản gì cả. Nói một hồi, bà chủ quán cũng nói tới cái trường học đối diện kia. Bà kể cho Minh nghe chuyện nửa năm trước, cô giáo My bị giở trò rồi bị giết ngay trong trường. Minh nghe mà thấy lòng căm phẫn lắm. Cậu hỏi, ủa, trường này không có bảo vệ trực cả đêm hả cô? Có chứ, mà cái thằng bảo vệ đó nó ham chơi lắm, bỏ đi chơi miết à. Do trường học cũng không có gì quý giá, nên trộm nó cũng đâu có lui tới làm chi. Xui sao đúng cái tối mà cô My ở lại chấm thi, thì nó lại trốn đi đánh bài. Ban đầu người ta nghi nó là hung thủ, công an tạm giam nó mấy ngày, nhưng mà cuối cùng tra khảo không được cho nên cũng phải thả ra. Bây giờ nó bị đuổi việc rồi, nhưng cô My cũng đâu có còn sống nữa đâu. Bà chủ kéo cái ghế xích lại gần mình, rồi nhỏ giọng. Mà tôi kể không nghe cái này nè, ghê lắm. Hồi cô My mới chết được 3 ngày, tối đó tôi đang dọn quán, nhìn xuyên qua cổng trường thì thấy có cái bóng của cô gái mang áo dài tím đi lững thững ở trong sân. Tôi mới lấy làm lạ, trường mới xảy ra vụ án, sao cô giáo nữ nào mà lại ở lại tới giờ này. Rồi bữa sau cũng giờ đó, tôi lại nhìn qua tiếp thì thấy có cái cô nào mang áo tím đi trong sân nữa. Tôi mới nói với chồng tôi. Chồng tôi kêu là bữa đó thứ bảy mà, làm gì có ai tới trường. Nghe ổng nói xong tôi tá quả giật mình nhớ lại, là cái trường này chỉ có cô My là thường mặc áo dài tím thôi. Mấy cái cô kia chê màu tím già, đâu có ai mặc đâu. Trùng hợp cái ngày cô My bị giết á, cổ cũng mặc áo tím nữa. Trời ơi, tôi biết là tôi gặp ma rồi đó. Rồi sau đó nữa cô?
tôi đem cái chuyện này đi kể với người ta. Mà lạ là sau cái bữa tôi kể á, thì không có lần nào tôi thấy vong hồn của My nữa. Từ đó tới nay cũng chưa có ai nhìn thấy. Nhiều khi tôi cứ tự tưởng là mình nhìn lộn không đó. Minh ngồi nói chuyện với bà chủ tới 5 giờ chiều thì nghe tiếng trống tan học vang lên. Tất cả học sinh trong trường kéo nhau ra về. Đợi cho học sinh ra về hết, Minh thấy Diệu dắt chiếc xe đạp đi ra. Theo sau cô là một người đàn ông cỡ ba mấy 40, dốc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, ăn mặc rất lịch sự. Bà chủ quán nước chỉ tay về phía Diệu và người đàn ông kia. Cái đó là thầy Dũng, phó hiệu trưởng. Còn cô gái đi cùng là cô giáo Diệu đó. Cô đẹp người mà hiền dữ lắm. Phó hiệu trưởng sao? Sao phó hiệu trưởng mà trẻ vậy cô? Thì cả núi tiền đắp vô, biểu sao không lên chức sớm. Nhưng mà thầy Dũng cũng giỏi lắm. Mới về trường được 2 năm mà giúp trường đi lên không ít à. Thầy còn đề chính sách giảm học phí cho học sinh nữa. Ai cũng quý thầy hết trơn. Mình nhìn về phía thầy Dũng thật lâu, trong lòng thầm cảm thán, đúng là người giỏi thì luôn được người ta yêu quý. Chờ cho thầy Dũng và Diệu rời đi thì có thêm một tớp giáo viên khác đi ra. Một trong số đó cũng bị một luồng âm khí dày đặc bao bọc lấy. Mình giật mình ngồi nhóm cả người dậy, mở to mắt quan sát thật kỹ. Luồng âm khí này còn nồng đậm hơn cả trên người Diệu. Cậu kéo tay bà chủ quán rồi hỏi: cái người mặc áo sơ mi trắng đi phía ngoài cùng là ai vậy cô? Bà chủ quán không biết vì sao mình lại hỏi như thế, nhưng giống là một người nhiều chuyện, bà cũng sẵn lòng trả lời. À, đó là thầy Khang. Ngoài đứng lớp thì cũng là thầy giám thị của trường này đó. Ông thầy này khó tánh lắm, học sinh sợ một phép. Nghe nói ông muốn ngồi lên cái chức phó hiệu trưởng, nên nhiều lần tìm cách bắt lỗi thầy Dũng lắm. Có điều thầy Dũng hiền, lúc nào cũng cười cho qua. Bà nghe nói thầy Khang cũng thích cô Diệu, cho nên thấy thầy Dũng đi với cô Diệu á, ông lại không có ưa thầy Dũng hơn. Mình nhíu mày. Cậu cảm thấy câu chuyện nội bộ trong trường này không hề đơn giản, nhất định liên quan đến chuyện tâm linh. Nhất là trên người thầy Khang và Diệu đều có âm khí quấn thân. Thằng Tèo và thằng Tí năm nay học lớp 5, hai thằng quậy có tiếng trong trường. Tụi nó chỉ thiếu điều trèo lên mái nhà lật ngói nữa mà thôi. Hôm nay đúng 8 giờ, hai thằng trốn cha trốn mẹ có mặt tại cái lỗ chó sau lưng của trường. Tụi nó hẹn nhau tối nay vô bẻ nát mấy cành xoài. Lý do là bữa nay tụi nó xin thầy Khang giám thị mấy trái xoài xanh mà thầy không cho. Thầy nói tụi nó ăn xoài xanh thì đau bụng, hoặc là trèo cây té lội giò thì ai chịu trách nhiệm đây. Nhưng qua tay tụi nó lại biến thành ông thầy giám thị ích kỷ, muốn để dành xoài ăn một mình, không cho tụi nó. Đã vậy tụi nó vô bẻ trụi cành cho biết mặt, khỏi ai ăn được luôn. Vừa chui qua cái lỗ chó bên trong, thằng Tí phân công: bây giờ để tao trèo lên cây bẻ cành, trái nào to thì mình đem về chấm rút, trái nào nhỏ thì bẻ phá thôi. Còn mày tới gần cái buồng bảo vệ canh ông Sáu đi, có gì rụt rịch chạy tới báo tao liền. Thằng Tèo đồng ý. Hai đứa nó rẽ hai hướng mà hành sự. Cái việc phá phách này tụi nó rành lắm, lần nào cũng trót lọt. Tèo núp sau bồn cây, mắt hướng về phía căn phòng của bảo vệ mà canh. Đèn trong đó vẫn còn sáng, chắc là ông Sáu chưa có ngủ. Mà giờ này mới có hơn 8 giờ, ai đâu đã ngủ chứ. Lúc đang ngồi chống tó suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng thằng Tèo. Tay còn lại siết chặt cổ nó. Tèo mở trừng mắt lên, tưởng là thằng Tí đã hái xong xoài, quay lại chọc mình. Nhưng quái lạ, cái bàn tay này to lắm, không giống tay của một học sinh lớp 5. Thằng Tèo nhận ra có gì bất ổn rồi, liền ú ớ vùng vẫy. Thế nhưng không thể thoát khỏi đôi tay kia. Cổ nó bị siết càng lúc càng chặt, khoang phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng. Chỉ qua vài phút, thằng Tèo đã không thể vùng vẫy được, cũng như không thể ú ớ gì được nữa. Mây đen bắt đầu kéo đến,
che lấp đi ánh trăng. Tí sau khi bẻ xoài xong, cảm thấy đã thỏa mãn mới tuột xuống dưới gốc, lấy bịch ni lông lượm trái bự cho vô túi. Lượm được đầy một túi, nó mới đi ra chỗ bồn hoa gọi thằng Tèo dậy. Nhưng tìm quanh đó một vòng vẫn không thấy bạn đâu. Tí nhíu mày ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng Tèo bị ông Sáu bắt rồi? Hay cái thằng này chơi xấu, bỏ đi về trước rồi? Tí không dám gọi vì sợ ông Sáu nghe thấy. Sau khi đi vài vòng, nó quay ra lỗ chó, chui về trước, mà không hay bạn mình đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Trời bắt đầu trút xuống cơn mưa nặng hạt. Một tia sét đánh xuống cách đó không xa, làm chấn động cả làng Thanh Bình. Bà con ai cũng giật mình, không hiểu tại sao trời hôm nay lại đánh mạnh như vậy. Thằng Tí dầm mưa chạy về nhà, đem bịch xoài giấu ở đống củi sau hè, nghĩ bụng ngày mai sẽ chia cho thằng Tèo sau. Sáng hôm sau, lúc thằng Tí còn đang ngủ, đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Lát sau nó bị má dựng cổ dậy. Nó đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn má mình, thì thấy má gấp gáp nói: "Tối qua mày có đi chơi với thằng Tèo không? Bà má nó đang qua kiếm nó kìa." Tí giật mình tỉnh cả ngủ, lật đật tuột xuống giường. Bên ngoài sân là ba má của Tèo. Chị Tuyền mẹ Tèo lên tiếng hỏi: "Tối qua thằng Tèo có đi chơi với con không Tí?" "Sao vậy cô?" "Trời ơi, không biết nó đi đâu từ tối qua, mà sáng sớm tới giờ cô kiếm khắp nơi không có thấy." Thằng Tí ban đầu sợ bị biết cái chuyện đi ăn trộm xoài sẽ bị đánh đòn, nhưng nhìn hốc mắt đỏ lồm vì lo lắng của chị Tuyền, nó quyết định không nói dối mà gật đầu rồi đem mọi chuyện nói ra. Chị Tuyền nghe xong thì bủng rủng. Chị vẫn còn nhớ chuyện nửa năm trước trong trường xảy ra một vụ án giết người, tới nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Người ta nghi ngờ hung thủ là người trong nội bộ của trường học, cho nên phụ huynh lúc nào cũng dặn con em hết giờ học đã lo về ngay, không được nấn ná lại chơi trong trường. Vợ chồng anh Hải chị Tuyền là dân lao động tay chân, quần quật cả ngày ngoài ruộng đồng, nên tối về đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Tối qua thằng Tèo chờ anh chị ngủ rồi thì trốn đi chơi. Sáng nay chị Tuyền vô kêu con dậy ăn sáng thì thấy phòng của nó chăn mền xếp ngay ngắn lắm. Chị cảm thấy kỳ lạ, cái thằng này sáng nào cũng chờ kêu mới dậy, hơn nữa cũng chẳng bao giờ chịu xếp chăn mền, vậy mà bây giờ mọi thứ chỉnh chu đến bất ngờ. Chị liền đoán tối qua con mình không có ở nhà, chạy qua nhà bà nội bà ngoại nó kiếm cũng không thấy. Linh tính mách bảo đã có chuyện gì xảy ra, chị mới chạy đi hỏi khắp làng khắp xóm. Bây giờ nghe tin con mình mất tích trong trường học, chị Tuyền bủng rủng cả tay chân. Hai vợ chồng chị cùng với mấy người hàng xóm quanh đó liền lập tức chạy ngay tới trường. Cơn mưa đêm qua khiến cho lá cây cành cây gãy đầy trong sân, những vết tích đêm qua cũng bị dòng nước cuốn sạch đi. Trường học này còn nghèo nàn, chưa có lắp camera nên không coi được tình huống đêm qua. Tí và Tèo là học sinh trong lớp của Diệu, thế nên cô cũng nhanh chóng có mặt để tìm hiểu xem tình hình học sinh của mình. Thế nhưng tất cả lây quay cả ngày vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, mọi thứ chìm vào trong bế tắc. Chú Sáu nghe chuyện mà toát mồ hôi hột. Chú thân là bảo vệ trong trường học mà để học sinh lẻn vào trường lúc nào không hay, còn mất tích trong chính khuôn viên của trường. Lần này không khéo chú bị đuổi việc mất thôi. Các ngày hôm nay mình cũng ngồi trong cái quán đối diện trường để nghe ngóng tình hình. Lúc Diệu và thầy Dũng đi ra khỏi cổng, cậu chợt mở lớn mắt ngạc nhiên. Vì sao hôm nay trên người gã thầy giáo kia lại có một luồng âm khí dày đặc tới như vậy, đậm hơn người Diệu rất nhiều. "Nè cô ơi, thầy Dũng kia tốt lắm hả cô?" Tốt lắm. Nói chứ trần đời á, tôi chưa thấy ai có quyền có chức mà tốt như thầy Dũng á. Từ học sinh cho tới giáo viên ai cũng quý hết." Mình nhíu mày. Nếu như ông thầy đó là người tốt, vậy luồng âm khí đó từ đâu mà có? Chẳng lẽ thầy ta bị ám hay sao? Rốt cuộc lý do vì sao trường này liên tục có đến 3 giáo viên mang oán khí trên người? Bà chủ quán nhìn học sinh nhốn nháo ra về mà thở dài. "Không biết cái thằng Tèo nó có lọt hố lọt mương không, mà cha má nó kiếm cả ngày không thấy. Tội nghiệp
Nói chứ coi trên mạng, thấy người ta nói tụi bắt cóc toàn bắt con nít bán qua Trung Quốc để lấy nội tạng không à. Thằng Tèo coi chừng à. Minh trầm ngâm. Cậu có biết những đường dây buôn bán trẻ em, nhưng để vận chuyển một đứa trẻ từ miền Tây sang Trung Quốc là một quãng đường rất dài. Thằng Tèo đã 90 tuổi rồi, rất dễ bị lộ. Người ta sẽ ưu tiên bắt cóc trẻ con miền Bắc cho tiện đường hơn. Minh càng nghĩ càng thấy nơi này có cái gì đó lạ lùng, khiến cho máu thịt trong người của cậu sục sôi. Cậu muốn tìm ra hung thủ trước khi có vụ án khác lại xảy ra. Trời càng lúc càng tối, trên đường làng không có một bóng người qua lại. Tại nhà của anh Hải, bà con đều tụ tập ở đây, nhưng ai cũng tỏ ra thất vọng sau một ngày tìm kiếm vất vả mà vẫn không tìm được Tèo. Chú Bảy, một người đàn ông trung niên, chú bước lên nhìn hai vợ chồng rồi nói: "Tụi tôi đã tìm hết các ngõ ngách trong làng rồi, nhưng mà không có dấu vết của nó. Nhóm thằng Biên cũng lội xuống mấy cái hồ, mấy khúc sông ở khu vực này mà cũng không tìm thấy gì. Sợ là sợ nó bị bắt cóc thôi." Chị Tuyền nghe mọi người nói như vậy, trong lòng lại quặn thắt, hai tròng mắt đỏ hoe, dường như cũng chẳng còn nước mắt để chảy ra nữa. Chị quỳ bệt xuống dưới mặt đất, cơ thể dường như đã kiệt sức vì cả ngày nay chạy ngược chạy xuôi ở ngoài đường, chưa có gì vào bụng hết. Anh Hải nén cơn đau lòng, đỡ vợ lên, ánh mắt kiên định nói: "Bình yên tâm đi, cho dù bới tung cái làng này lên, tôi cũng phải tìm lại con trai mình vậy." Lúc này Minh đã đứng ở bên ngoài quan sát một vòng rồi. Cậu đi tới, đứng trước mặt vợ chồng anh Hải, rồi tự giới thiệu: "Chào anh chị, tôi là Diệp Minh. Hôm nay nghe nói con trai anh chị mất tích, sẵn tôi biết có chút ít về bói toán, anh chị cho tôi xin bát tự của thằng nhỏ đi, tôi xem thử nó hiện tại lành hay dữ." Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Bình thường nghe nói đến bói toán, họ sẽ dè biểu, cho rằng là mê tín dị đoan, là lừa người. Nhưng lúc này họ như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền kéo ghế cho Minh ngồi xuống, rồi viết sinh thần bát tự của thằng Tèo lên giấy đưa cho Minh. Minh đưa tay lên bấm động, mọi người đứng xung quanh im lặng chờ đợi kết quả. Vẻ mặt của cậu rất căng thẳng, cậu nhíu đôi lông mày lại, khuôn mặt biến sắc liên tục. Anh Hải lo lắng hỏi: "Sao rồi cậu? Con tôi như thế nào rồi cậu?" Theo quẻ đó thì lành ít dữ nhiều, xác suất cao là nó không còn nữa. Mọi người nghe xong thì nhao nhao lên bàn tán. Riêng chị Tuyền thì chỉ tay vô mặt Minh mà gào lên: "Cậu nói tầm bậy, cậu ở đâu tới đây mà trụ éo con tôi vậy? Tôi đánh chết cậu, cái thứ mở miệng ác độc." Chị vừa nói xong cũng là lúc cái chổi giơ lên muốn đập xuống người Minh. Cậu nhanh chân nhảy qua một bên né đòn. Anh Hải ôm người vợ lại, liên tục kêu cô bình tĩnh. Minh không dao động, hàng chân mày nhíu lại, nói rất rõ ràng: "Không những là thằng nhỏ không còn, mà linh hồn của nó cũng chẳng thấy đâu. Có kẻ đã ra tay, khiến cho nó không thể về báo mộng cho gia đình biết. Anh chị nhớ lại xem, mình có gây thù chuốc oán với ai mà để bị người ta trả thù hay không?" Có người lên tiếng than: "Không có đâu. Trước giờ vợ chồng thằng Hải sống hòa đồng vui vẻ, không có làm mất lòng ai bao giờ. Sao người ta có thể giết con của tụi nó để trả thù chứ?" Chị Tuyền tiếp tục vùng vẫy muốn đánh mình. Mình biết mình không nên ở đây lâu, sẽ gây kích động đến vợ chồng họ. Cậu quay lưng bỏ đi, để lại bao ánh mắt đang nhìn theo. Có người tin tưởng, cũng có người hoài nghi. Mình để chiếc xe ở nhà nghỉ, rồi đeo ba lô đựng đồ nghề đi bộ trên đường làng. Chiều nay nhìn thấy trên người thầy Dũng có âm khí, khiến cho cậu nghi ngờ rất nhiều. Có lẽ phải vô trường điều tra một vòng xem như thế nào. Mây đen che kín bầu trời, ông trời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Minh làm chuyện xấu. Cậu đoán bữa nay ông bảo vệ sẽ đi tuần nhiều hơn mọi ngày. Nhưng không sao, chắc ông ta không có chạy nhanh bằng cậu. Lúc Minh ngồi trên bờ tường quan sát,
thì thấy ánh đèn pin đang lập lòe chiếu sáng. Cậu chờ cho ánh đèn pin xa dần mới nhảy xuống. Chắc chắn trong vòng 1-2 tiếng nữa, bảo vệ sẽ không đi tuần nữa. Cậu đủ thời gian để làm một số chuyện. Đầu tiên mình muốn tới văn phòng giáo viên, xem qua căn phòng mà nửa năm trước đây cô My bị giết. Không biết oán hồn của cô ấy có còn ở đó hay không. Càng tới gần, cậu càng cảm nhận được một thứ áp lực vô hình chèn ép tim mình. Rõ ràng oán khí nơi đó rất đậm, người thường sẽ không cảm nhận được, nhưng những thầy pháp như Minh thì không thể nào không nhận ra được. Mình đứng trước một căn phòng nồng nặc âm khí nhất, cậu đoán đây chính là phòng mà cô My bị giết. Cho tới hiện tại, cô vẫn còn quanh quẩn ở đây, chưa thể siêu thoát được. Cậu cảm nhận một luồng oán khí rất mạnh, có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, cho nên rút cây phụng kiện, cẩn thận vừa đi vừa về chừng. Cậu thấy ở phía hành lang tăm tối có một bóng người quay lưng về phía mình, trên người cuồn cuộn khói đen. Mình gằn giọng thị uy: "Ma nữ, tại sao còn ở đây mà không chịu đi siêu thoát?" Bóng người từ từ quay lại, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu đen xì, miệng bị rách toạc ra đến tận mang tai, bộ đồ trên người bê bết máu. Nhìn Minh nhoẻn miệng cười nói: "Mày là ai? Vào đây làm gì?" Minh chỉ cây cờ tới trước mặt rồi quát lên: "Tao là ai mày không cần quan tâm. Ma quỷ không chịu đi đầu thai, dứt dưỡng ở đây định hại người vô tội hay sao?" "Tao ở đây thì liên quan gì tới mày? Khôn hồn thì biến khỏi đây đi, nếu không đừng trách tao." "Tao không đi rồi sao? Để coi mày làm gì được tao." "Được, muốn chết thì tao cho mày toại nguyện." Ma nữ vung hai bàn tay ngập tràn ma lực, nhắm vào ngực Minh mà tấn công tới. Minh nhanh như chớp, hai tay siết chặt phụng kỳ đưa lên trước mặt, rồi hô nhanh: "Phụng kỳ trấn quỷ, trấn!" Lá cờ bung ra, luồng ánh sáng từ bên trong bắn ra, tạo thành một lớp kết giới hộ thể, chắn trước cơ thể của cậu. Ma nữ lao tới chưa kịp chạm vào, đã bị luồng ánh sáng đánh bật văng ngược trở lại. Hai cánh tay bị luồng ánh sáng của lá cờ thiêu đốt, phát ra tiếng xì xèo. Nó đau đớn nhìn Minh rít lên: "Thằng khốn, tao giết mày." "Qua đây mà giết." Cả cơ thể của ma nữ tuôn ra từng luồng hắc khí đen đặc, giống như cột khối đang tỏa ra, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống tột độ. Hai hốc mắt đen của nó chuyển sang màu đỏ, như hai cái bóng đèn trái ớt. Mình chắp hai tay vào cây cờ thành thủ ấn, môi khẽ nhích lên mà nói: "Tao đã không muốn đánh nhau, nhưng mà mày thích thì chịu." "Tụi pháp sư chúng mày chẳng có gì tốt đẹp cả, tao giết sạch." Mình đoán được trước đây đã có pháp sư đến thu phục ma nữ này. Cậu gằn giọng giải thích: "Tao không phải lũ tà đạo, mục đích đến đây chỉ để tìm hiểu về ngôi trường này thôi." "Nói nhiều, chết đi thằng khốn." Ma nữ điên cuồng lướt tới, mình đứng im ở một chỗ. Cậu chẳng thèm tránh né. Hai bàn tay cô ta chưa kịp chạm vào cơ thể, mình đã nhảy sang một bên, tay cầm phụng kỳ đánh vào cơ thể của ma nữ. Lá cờ vừa chạm vào như có một lực đẩy rất mạnh, hất tung cơ thể ma nữ văng ra một đoạn. Mình nhanh nhẹn lao tới, không để cho nó có cơ hội tiếp tục tấn công. Cậu chỉ thẳng mũi cờ vào đầu nó, rồi quát: "Mày còn quá yếu để đánh với tao. Tao nói rồi, tao chỉ đến đây tìm hiểu thực hư thôi. Còn nếu muốn giết được tao, cấp bậc như thế này là chưa đủ đâu." Luồng kim quang trên mũi cờ lấp lóe lên từng nhịp, giống như mũi dao sắc nhọn, có thể xé toạc linh hồn bất cứ lúc nào. Ma nữ có vẻ đã sợ, không còn tỏ ra hung dữ nữa. Cặp mắt đỏ cũng từ từ dịu xuống. "Xin cậu tha cho tôi. Tôi từng bị một tên pháp sư hãm hại. Tôi tưởng cậu đến đây cùng chung mục đích như nó." "Cô bị thầy pháp hại sao? Kể tôi nghe có được không?" Ma nữ tên là My. Cô là một giáo viên vừa chuyển công tác đến trường tiểu học Đông Hòa cách đây một năm.
My có thân hình rất nóng bỏng, kèm với một khuôn mặt rất xinh. Mặc dù vừa mới chuyển tới, nhưng cô đã thể hiện rõ mình là một giáo viên có năng lực. Cách giảng dạy khoa học mới mẻ khiến cho học sinh tiến bộ vượt bậc, làm cho mọi người luôn dòm ngó và tỏ ra ganh tị. Một ngày kia, cô ở lại trường chấm thi. Sau đó xảy ra chuyện đau lòng, thủ phạm tới đây vẫn chưa bắt được. Cô có biết hung thủ hại mình là ai hay không? Không. Lúc đó hắn đã tắt điện, căn phòng tối như hũ nút. Tôi không biết được hắn là ai cả, nhưng tôi đoán hắn là thầy Pháp. Bởi vì sau khi chết đi, tôi không bị quỷ sai bắt đi, mà linh hồn chỉ có thể lang thang trong trường này. Có những lúc tôi thấy linh hồn mình như bị ai đó điều khiển vậy. Bình chống tay ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: Cô có biết đến thứ tà thuật gọi là oán ngải hay không? My nhìn sang, lắc đầu. Mình suy đoán: Có một loại thuật đã thất truyền từ rất lâu, tên là oán ngải. Nó được thực hiện một cách rất là dã man. Người luyện ngải sẽ cưỡng hiếp một người phụ nữ, khiến cho cảm xúc cô ta bùng nổ căm hận, sau đó giết chết cô ta, khiến cho cô ta mang theo một nỗi hận mà qua thế giới bên kia. Sau đó là dùng tà thuật để luyện cô ta thành một con rối để sai khiến. Về oán ngải này, nó chủ yếu giúp người ta trên đường công danh lợi lộc, cho nên là thường nạn nhân sẽ bị giết ở nơi làm việc. Vì thế tôi đoán là người giết cô là người trong trường, chứ không phải người bên ngoài. Cô sẽ giúp cho hắn ta nhanh chóng đạt được công danh lợi lộc mà hắn muốn. Có thể vị trí mà hắn muốn nhắm đến là phó hiệu trưởng hoặc là hiệu trưởng gì đó. My sững sờ vô cùng. Cô không ngờ trên đời này lại có thứ bùa thuật tà ác như vậy, dẫm đạp lên cơ thể phụ nữ để đạt được điều mình muốn. Mà kẻ thực hiện điều này lại mang mác giáo viên được người ta kính trọng. Hôm qua có một học sinh vô trường đã mất tích. Cô có biết kẻ bắt nó đi hay không? Có thể kẻ đó và kẻ giết cô có liên quan với nhau đó. Tôi không biết. Tối hôm qua linh hồn tôi bị nhốt trong văn phòng, không thể ra ngoài được. Mình đăm chiêu. Cậu đoán là kẻ sát nhân kia đêm qua đã giam linh hồn của My lại để không cho cô biết chuyện. Lúc này phía trước có ánh đèn pin đang rọi về phía mình. Có lẽ bảo vệ lại tiếp tục đi tuần. Mình sợ bị phát hiện, đổ tội cho mình vào đây có ý trộm cắp, rồi lại có liên quan đến vụ án vừa xảy ra. Cậu nói: Bây giờ cô cứ lại đây đi, để tránh kẻ kia nghi ngờ. Tôi sẽ điều tra thêm. Tôi sẽ sớm giúp cô siêu thoát, không làm vong hồn dứt dưỡng bị người ta lợi dụng nữa. My mừng rỡ gật đầu. Cô đã muốn siêu thoát từ lâu lắm rồi. Hôm nay có được lời hứa này, cô chắc chắn sẽ cố gắng nắm bắt. Mình dặn dò My vài câu rồi chạy nhanh tới chỗ lúc nãy mình leo vào, phóng nhanh ra bên ngoài. Hôm sau mình dậy từ rất sớm. Cậu muốn tới nhà thằng Tèo nghe ngóng xem đã tìm được thi thể thằng bé chưa. Nhưng vừa tới trước cửa, cậu thấy thầy Dũng cùng với Diệu đã đến trước mình một bước. Vừa thấy mình, Diệu lên tiếng hỏi: Ủa, sao cậu lại tới đây? Cậu là người nhà của Tèo hả? Mình không trả lời. Đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào luồng âm khí lẫn vẩn trên người của cặp giáo viên kia. Thầy Dũng hỏi Diệu: Ờ, ai vậy em? À, cái này là cậu Minh. Bữa em có gặp một lần, là người nơi khác tới đây thôi. Lúc này Minh thu lại ánh mắt chăm chú của mình. Cậu khẽ cười. Tôi tới gặp ba em Tèo có chút công chuyện. Mà cô tới đây làm gì sớm vậy? À, tôi với thầy Dũng tới hỏi thăm tình hình của Tèo, xem gia đình tìm được cái máy về chưa, để còn biết mà báo cáo lên trường nữa. Mình ngồi xuống cái bàn gỗ ở ngoài sân rồi nói: Vậy thầy cô vô trước đi. Cả hai cũng không nói nhiều với mình mà rảo bước vào bên trong. Không biết họ và ba mẹ của Tèo nói gì với nhau mà nhanh lắm, chưa tới 10 phút đã quay trở ra rồi. Chờ cho thầy Dũng với cô Diệu đi khuất, mình mới hỏi vợ chồng anh Hải và chị Tuyền.
Vẫn chưa tìm được thằng bé sao anh chị? Chị Tuyền vẫn còn tức giận vì lời nói tối qua của mình. Nhưng qua một đêm, chị không còn phát cuồng như hồi tối nữa, cũng không vác chổi trượt đánh mình, bỏ một hơi vô nhà không thèm đáp lời cậu. Anh Hải thì bình tĩnh hơn, anh kéo ghế ngồi xuống rồi buồn rầu nói: Vẫn chưa cậu ơi, chính quyền cũng vô cuộc từ chiều hôm qua rồi mà chưa có thông tin gì hết. Có điều gì anh? Tối qua lúc mọi người về hết, thằng Tý nó mới lén qua gặp vợ chồng tôi. Nó nói hai đứa nó bị thầy Khang, thầy giám thị trong trường ghét lắm. Tụi nó nhiều lần phá phách, khiến thầy Khang bị bạ lây, rồi bị kỷ luật. Cho nên hôm qua lúc mà cậu bói quẻ xong, cậu nói tụi tôi có làm gì khiến cho người ta thù hằn hay không, thì chính xác là vợ chồng tôi không có làm. Nhưng mà thằng con của tôi nó nghịch ngợm, nó đắc tội với thầy giám thị đó. Anh nghi ngờ thầy giám thị là người có liên quan trong vụ này hả? Bây giờ con tôi không thấy đâu, tôi cũng chẳng sợ gì ai nữa. Lát nữa chờ quỹ ban mở cửa làm việc, tôi lên đó báo cáo với người ta, để người ta điều tra thầy khác. Đôi mắt anh Hải hằn lên tia hận thù. Nếu hắn làm gì con tôi sẽ bắt hắn chết trục xương ở trong tù. Mình gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ. Thầy Khang giám thị chính là một trong ba người bị âm khí vây lấy. Cậu chắc chắn là thầy ta có dính líu tới chuyện này. Bởi vì đêm qua gặp My, cậu nhận ra luồng oán khí trên người ba vị giáo viên kia giống hệt oán khí trên người My. Mình quyết định tối nay sẽ một lần nữa đột nhập vào trường để gặp My, hỏi cô thêm vài điều. Hôm nay Diệu vừa tới trường thì đụng phải thầy Khang. Thầy Khang vẻ ngoài rất nghiêm nghị, khiến cho mỗi lần Diệu gặp thầy đều cảm thấy rất là áp lực. Cô cúi đầu chào rồi định đi thẳng thì thầy gọi lại: Diệu nè. Diệu dù không thích thầy Khang nhưng vẫn cố cười mà đáp: Sao vậy thầy? Tối nay em có rảnh không? Có thể gặp anh chút xíu được không? Dạ, tối nay em có bài kiểm tra, cho nên em ở lại trường chấm thi rồi anh. Sao em không đem bài về nhà mà chấm đi? Trường mới xảy ra vụ mất tích, em không sợ sao? Em sợ chứ, nhưng mà tối nay cô Chiêu với cô Hằng cũng ở lại, tụi em có ba người lận, nên cũng không lo lắm. Ba người thì cũng đỡ, có gì thì gọi điện cho anh liền nghe. Diệu gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu có gì bất trắc thì người cô gọi đến chắc chắn không phải là thầy Khang. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tan học rồi. Diệu, cô Chiêu và cô Hằng đã hẹn nhau từ sớm không ra về mà có mặt ở văn phòng giáo viên. Bọn họ ngồi tám chuyện đôi ba câu, chờ mọi người ra về hết, không gian tĩnh lặng thì bắt đầu lôi sắp bài thi ra chấm điểm. Thời tiết mùa này rất mau tối, mới 6 giờ mà đã tối om. Cô Hằng mới chấm được vài bài thì đứng lên. Cô nói: Ê, tôi đi vệ sinh chút. Chiều nay ăn có mấy trái cốc chấm mắm ruốc à, mà chọt bụng quá trời. Mấy bà chừng nào về nhớ kêu tôi nha, tôi ôm nhà vệ sinh chắc hơi lâu á. Hai người còn lại cười cười gật đầu. Qua 5 phút nữa, cô Chiêu lại đứng dậy. Diệu chọc: Đừng có nói bà đi chung với bà Hằng luôn nha. Không có, bạn trai gọi tới, tôi ra ngoài nói chuyện chút tôi vô hả? Ê, bà có người yêu nào? Sao mày biết vậy? Giấu kỹ quá nghe. Cô Chiêu cười tủm tỉm, đôi mắt long lanh. Dì biết người đang yêu khó mà tập trung làm việc lắm. Cô nói: Thôi được rồi, đi đi. Nhớ gì lẹ lẹ, chứ để tôi chấm xong bài thi là tôi về trước đó. Cô Chiêu vui vẻ đẩy cửa đi ra. Căn phòng mới ban nãy có ba người trò chuyện rôm rã, bây giờ chỉ còn một mình Diệu. Cô thở ra một hơi rồi lại cắm cúi với công việc. Lúc đang tập trung thì đột nhiên bóng đèn tắt vụt đi. Diệu giật mình, tưởng là cúp điện. Nhưng ngay sau đó, cô nghe tiếng lách cách như người ta chốt cửa. Cô kêu lên: Ai đó?
không có tiếng đáp lời. Nhưng cô nghe rõ tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Trong bóng đêm, một đôi tay cứng như gọng kềm ôm lấy cô. Ai đó, buông tôi ra. Thế nhưng cô nhanh chóng bị bịt chặt miệng. Người kia một tay bịt miệng cô, một tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cô. Trong đầu Diệu như nổ ầm lên. Cô nhớ đến vụ án của cô giáo My nửa năm trước, cũng ở lại chấm bài thi một mình, bị kẻ gian xông vào cưỡng hiếp rồi giết chết đi. Diệu rụng rời cả tay chân. Cô còn trẻ, còn biết bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện. Cô còn chờ người yêu đi xuất khẩu lao động về để làm đám cưới mà. Cô không thể chết như thế này. Diệu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái gọng kìm kia, nhưng không sao đón lại hắn ta được. Cuối cùng Diệu dùng cùi chỏ của mình thổi vào bụng kẻ kia một cái. Do bất ngờ bị đòn đau nên hắn cúi xuống ôm lấy bụng. Nhân cơ hội đó Diệu thoát ra. Cô dựa theo trí nhớ bật ngọn đèn bàn lên. Đèn vừa sáng, Diệu sững sờ. Sao lại là anh? Anh vừa làm cái gì vậy? Người kia không ai xa lạ, chính là cả thầy Dũng. Cả cười nhếch mép. Thì anh đến xem em làm việc không được sao? Với lại anh muốn được ở gần người mình thích thôi mà. Sao em khó chịu quá vậy? Diệu chỉ tay về phía gã ta. Cô vơ vội cái bình bông trên bàn. Anh bị điên rồi. Anh mà bước qua đây. Gã ta dường như không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cởi nút áo để lộ lòng ngực săn chắc, khuôn mặt đầy vẻ cuồng dâm. Hắn nhìn Diệu thèm khát. Em càng như vậy thì anh càng thích đó. Anh đứng yên đó, nếu không đừng có trách tôi. Hắn không thèm để ý tới lời nói của cô, như một con hổ đối thấy mồi, lao tới chụp lấy bình bông trên tay Diệu, ném qua một bên, đè cô xuống bàn, hôn tới tấp vào mặt. Diệu vùng vẫy, cào xé vào tay hắn ta, tìm cách thoát ra, đến nỗi hai cánh tay của hắn bật cả máu. Nhưng hắn không hề buông cô ra, mà càng ghì cơ thể cô xuống bàn chặt thêm. Diệu hét lên cầu cứu. Hắn tát vào mặt cô một cái thật mạnh, khóa chặt cô lại, rồi cười lên thích thú. Em la lên đi, la to lên xem có ai tới cứu em hay không. Rồi hắn vơ cái dẻ trên bàn, nhét ngay vào miệng Diệu. Hắn dùng tay xé toạc áo cô ra, để lộ bộ ngực căng tròn, phập phồng theo từng nhịp thở. Diệu dường như bất lực, cảm thấy số phận đợi con gái trong trắng bao nhiêu năm của mình sắp bị hắn ta cướp đoạt đi mất. Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Cô không nghĩ một người đạo mạo như Dũng lại là một tên khốn nạn như vậy. Đúng lúc này thì cánh cửa nghe tiếng gõ, kèm theo một giọng nói từ bên ngoài. Có ai trong đó hay không? Cả Dũng giật mình. Đây là giọng của thầy Khang, thầy giám thị. Diệu mừng như bắt được vàng, cô liên tục ú ớn. Cả Dũng nghiến răng ken két. Chuyện tốt gần thành công mà có người dám phá đám. Nếu cứ để Khang gõ cửa tiếp sẽ gây ra sự chú ý. Có lẽ đêm nay hắn phải trừ khử cả hai đứa này đi bịt đầu mối rồi. Vừa hay hắn cũng chướng mắt Khang từ lâu. Hắn đưa tay đánh ngất Diệu, nhét cô vào một góc, rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề, sau đó đi ra mở cửa. Vẫn giữ bộ dáng đạo mạo trên mặt, nhìn thầy Khang mỉm cười hỏi. Ủa, sao muộn vậy mà thầy còn tới trường vậy? Thầy Khang vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, vừa nói. Tôi quên mấy thứ cho nên tới lấy. Mà sao giờ này thầy còn đây? Đèn đâu sao không bật lên? Chứ bật đèn bằng gì? Bữa nay công việc nhiều, tôi lại làm cho xong thôi. Chứ lại điện bị hư rồi, tôi dùng đèn bàn làm việc cũng được. Thầy Khang toan nhấc chân bước vào. Phòng giáo viên ở vùng quê nghèo cũng không rộng lớn gì, chỉ xếp mấy cái bàn làm việc, có thể đủ chỗ cho 9-10 người, và cũng không có ai có góc làm việc riêng. Chừng nào hợp hành thì sang một phòng khác, rộng hơn, có bàn dài, sức chứa nhiều hơn. Thầy Khang tới một góc lấy vài thứ đồ lặt vặt của mình. Thầy liếc qua mấy tập bài thi trên bàn, rồi chợt hỏi. Ủa, có ai lại với thầy sao? Cả Dũng liếc thấy ở gần mình có một cái cây sắt. Hắn lên kế hoạch trong đầu rồi. Hắn nói.
À, có cô Diệu nữa, mà cô đi toilet rồi. Thầy Khang đảo mắt quanh phòng một vòng, bước chân vẫn nấn ná, ý tứ như không muốn rời đi. Dũng lấy cây gậy sắt trong tay, từ từ đi tới phía đằng sau thầy Khang. Hắn cảm giác như người này đã biết được một cái gì đó rồi. Lúc hắn vừa vung gậy lên thì thầy Khang đã nhìn qua cái bóng in trên tường. Thầy né người tránh được một đoạn rồi kêu lên: "Thầy Dũng, thầy làm cái gì vậy?" "Có trách thì trách mày quá nhiều chuyện. Dám tới đây phá hỏng chuyện tốt của tao." Thầy Khang vừa bước lùi vừa nói: "Nè, thầy đừng có làm bậy nghe. Tội giết người là tử hình đó. Tương lai thầy đang tốt đẹp như vậy, chớ có hồ đồ." "Mày khỏi lo. Sau khi giết mày xong, tao sẽ phóng hỏa thiêu trụi cái dãy nhà này. Tới đó cho tiện người ta cũng không có điều tra ra tao." "Lẽ nào, chẳng lẽ trước đây con My là do thầy giết sao thầy Dũng?" "Đúng, con My lẫn thằng Tèo đều là tao giết. Và hôm nay mày và con Diệu cũng không thoát khỏi số mệnh nữa đâu." "Diệu đâu rồi?" "Mày khỏi lo cho nó, lo cho bản thân mày trước đi." Dứt câu, Dũng vung gậy đến để đánh Khang. Thầy Khang cũng không phải dạng yếu ớt, thầy xô cái bàn tới chắn đường, đồng thời kiếm thứ để làm vũ khí. Nhưng thể lực của Dũng lớn hơn, hắn nhanh chóng giáng cho thầy Khang mấy gậy trên người. Đúng lúc này, cánh cửa bị hắn đóng lại lúc nãy bị một đạp bật tung ra, kèm theo tiếng hét: "Dừng tay!" Gã Dũng quay đầu lại nhìn, hắn thấy kẻ kia có chút quen mặt, trên tay còn cầm thêm thanh kiếm đồng xu. Hắn nhíu mày: "Ờ, là mày." Hắn nhận ra người thanh niên trước mặt hắn đã gặp ở nhà thằng Tèo. Mình chĩa thanh kiếm đồng xu về phía Dũng rồi nói: "Tà sư, ngoan ngoãn đi đầu thú đi, nếu không tôi đánh cho ông hồn siêu phách lạc đó." Dũng nhận ra người trước mặt là một thầy pháp, hắn có chút cảnh giác hơn. Thầy Khang hiện tại đã bị đánh nằm một đống rồi, hắn rảnh tay vô cùng, quyết định sẽ giết luôn mình để diệt khẩu. Hắn rút ra lá bùa, dùng hộp quẹt đốt lên, miệng đọc thứ tiếng gì đó rất lạ. Gió xung quanh bắt đầu kéo đến, làm cho các cánh cửa sổ va đập liên tục. Từ tứ phía, những linh hồn ma yếu ớt liên tục kéo tới. Tụi nó gầm gừ lên thèm khát, giống như một bầy thú dữ đang quay kín hai con mồi ở bên trong. Mình nhìn đám ma quỷ hắn vừa gọi tới, cậu chẳng bận tâm gì. "Ý học được một chút bùa phép rồi làm càng hay sao? Mày triệu những trong hồn giấc dưỡng lên để dọa con nít hả?" Nghe mình sẽ nhục mình, hắn bực tức quát: "Mày quá khinh thường tao rồi đó. Có giỏi thì sống qua đêm nay đi rồi tính." Nói xong, hắn chỉ tay về phía mình và hét lên: "Giết nó cho tao. Nếu không tất cả tụi mày sẽ chẳng còn mảnh hồn phách nào để đầu thai đâu." Mình cầm long kỳ, đứng im tại chỗ xoay một vòng tròn 360 độ, rồi lại tiếp tục đứng im. Tay phải phẩy lá cờ bung ra, tay trái bắt ấn quyết, đọc nhanh câu chú: "Long kỳ trung tà, khởi." Câu lệnh vừa dứt, mặc dù trong phòng không có chút gió nào, nhưng lá cờ lại tung ra bay phấp phới. Từng cái vảy rồng được thêu bằng chỉ đỏ lấp lánh, tỏa ra luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, lan tỏa xung quanh căn phòng. Một tiếng rồng ngân lên như mãnh thú, cảnh báo cho tất cả những linh hồn kia. Chúng lập tức cảm thấy e sợ, nhưng chúng đang thèm khát linh hồn, thèm máu thịt người sống, và lời cảnh cáo của Dũng, cho nên cũng chẳng quan tâm mà kéo nhau đến tấn công mình. Mình đứng tấn, hai tay cầm chắc cây cờ đưa ra phía trước, rồi nhẹ nhàng hô: "Thiên tông huyết long, sắc kỳ lệnh, phá!" Ầm một tiếng, luồng kinh lực từ lá cờ tạo ra một vụ nổ, đánh văng những hồn ma vừa lao tới văng ra ngoài. Linh hồn của chúng bị luồng ánh sáng thiêu đốt cháy thành từng mảnh, rơi vụn xuống nền gạch, tan biến vào trong không khí. Những linh hồn còn lại thì tỏ ra sợ hãi với cảnh tượng vừa xảy ra, không dám lao vào nữa. Gã thầy Dũng trợn mắt ngạc nhiên: "Mày,
cái cỡ đó sao lại mạnh như vậy chứ? Chỉ mới có nhiêu đây thôi đã sợ rồi sao? Bây giờ quay đầu chịu tội cũng chưa muộn đâu. Mày đừng có mơ, mày phải chết, tao phải uống máu của mày. Thằng điên! Một linh hồn vừa lao tới toàn bóp cổ mình, nhưng xui thay, chưa kịp chạm vào cơ thể của cậu đã bị Phụng Kỵ hút vào bên trong. Tiếng thét đau đớn của nó dần tan biến trong lá cờ. Dũng trợn mắt nhìn những linh hồn còn sót lại, hắn ta ra lệnh: "Giết nó, mau lên!" Cố chấp, đúng là một thằng tâm thần bệnh hoạn mà. Mình rút kiếm đồng xu đưa lên ngang mặt, cậu cắn đầu lưỡi bật máu, phun toàn bộ lên lưỡi kiếm, máu bị hút sạch vào bên trong. 108 đồng xu chuyển sang màu đỏ của sắc nung. Cùng lúc chúng điên cuồng lao vào, mình siết chặt thanh kiếm, chém một đường mãn nguyệt. Đồng huyết kiếm, phản biến thần tông, chú ta! Luồng kiếm khí lao đi như tốc độ của ánh sáng, sắc bén như lưỡi dao lam, cắt ngang những linh hồn đang lao vào, đứt lìa, chia hồn phách chúng ra làm đôi. Một tiếng nổ vang lên, hàng chục linh hồn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hồn phách đã tự tiêu tán. Cả Dũng trợn mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn biết mình đã gặp người không phải tầm thường. Nếu để mình, Diệu và thầy Khang sống sót, mọi chuyện hắn làm ra ở trường, tất cả mọi người sẽ biết và không còn con đường sống cho hắn nữa. Hắn cầm cây gậy sắt, chỉ thẳng mặt mình: "Tụi mày được lắm. Dù có chết, tao cũng phải kéo theo tụi mày xuống âm ti với tao." Mình đứng đối diện với hắn, tay cậu siết chặt thanh kiếm, môi khẽ nhếch lên. Hắn nhanh như chớp nhảy tới muốn đập vỡ đầu mình. Mình dễ dàng lách người né sang một bên, đồng thời tung một cước làm cho hắn ngã ra. Không để hắn kịp đứng dậy, cậu nhảy tới chém một đường vào cánh tay của hắn. Hắn buông cây gậy xuống nền, lăn sang một bên gần tới chỗ phía cửa, tay ôm vết cắt đang rỉ máu, đau đớn mà nói: "Mày được lắm, nhưng mày đừng có hòng giết được tao." Hắn quay người bỏ chạy nhanh ra phía cổng trường. Mình trừng mắt chỉ tay: "Thằng khốn, định chạy đi đâu?" Quay qua thấy thầy Khang đang nằm sụi lơ, cậu nói: "Thầy tự gọi cứu thương chứ không ăn được không?" "Cậu đi đi." Mình nhanh chóng đuổi theo phía sau gã Dũng. Vóc người cậu cao ráo, lại thường xuyên luyện võ nghệ, cho nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp gã ta. Lúc này bọn họ còn chưa ra khỏi sân trường. Cả Dũng biết là sức mình không thắng được mình, nên dứt khoát dừng lại, đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm đọc chú. Ngay sau đó, mình thấy linh hồn cô My hiện ra. Nhưng thay vì là một cô giáo hiền lành như hôm trước, thì My lại có vẻ ngoài vô cùng hung dữ. Mình thấy không ổn, kêu lên: "Oán ngải này mày luyện thành rồi sao?" Rõ ràng hôm trước hồn ma của My rất yếu ớt, nay quỷ khí lại cuồn cuộn, cho thấy oán ngải này đã luyện thành rồi. "Mày cũng biết oán ngải sao?" "Xin nói cho mày là mới gần hoàn thành thôi. Phải dùng hai cô gái mới có thể luyện thành được. Tuy nhiên, dù đầy đủ đối phó một thằng trẻ ranh như mày rồi." Rồi quay sang My mà ra lệnh: "Giết nó cho tao." My nghe lời lao tới, liên tục tấn công mình. Mình nghiến răng bắt quyết: "Thiên tông đạo pháp, chú ta!" Thấy nguy hiểm, My nhanh chóng lướt thật nhanh né tránh rồi tiếp tục tấn công. 10 móng vuốt sắc nhọn nhắm vào ngực mình. Nhưng mình đã từng gặp rất nhiều ma quỷ, đến cả tà sư cao tay cậu cũng đã từng tiêu diệt, thì một oán ngải chưa luyện thành này không gây khó cho cậu. Mình quyết đoán nhảy sang một bên né tránh, vung kiếm đồng xu đánh lên người My. My gào thét lên đau đớn rồi nhanh chóng tan biến, không để mình có cơ hội tấn công tiếp. Mình thấy người kia dễ dàng đầu hàng như vậy thì có chút nghi ngờ. Cảm giác sau lưng có nguy hiểm, cậu nhảy phát qua một bên, may mắn né kịp đòn của My. Cậu rút long kỵ ném tới chỗ linh hồn của cô, tay liền bắt ấn quyết: "Hỏa long xích hồn, trối!" Cây cờ nằm dưới chân My rung lắc lên. Cô định bỏ chạy,
nhưng ánh sáng từ đó bắn ra, kèm với một sợi xích màu đỏ như sắt nung, uốn éo như một con rắn, quấn chặt linh hồn cô lại. Mình không kết liễu, cậu buông ấn quyết để sợi xích nới lỏng ra, rồi gằn giọng hỏi: "Cô bị mất ký ức rồi hả? Sao lại để tên đó điều khiển mình vậy?" Cậu có hỏi bất cứ câu nào thì linh hồn của My cũng đơ ra. Cậu hiểu là cô ấy bị khống chế rồi. Về phần tên Dũng, khi thấy My dễ dàng bị Minh trói bắt, hắn ta biết mình đụng phải cao thủ rồi. Năm xưa hắn theo học một tà sư, nhưng gọi là học cho biết thôi chứ không chuyên, vì công việc chính của hắn vẫn là giáo viên. Nhưng với bấy nhiêu đó, thì ở cái làng quê nghèo này, hắn có thể kiêu căng ngạo mạn, tưởng mình là giỏi lắm. Ai dè mọi chiêu trò của hắn đều bị Minh dễ dàng đánh bại. Minh thu linh hồn My vào trong lá bùa, rồi nhìn gã Dũng: "Thế nào, chịu buông tay đầu hàng chưa?" Gã Dũng biết mình bây giờ mà buông tay chịu trói thì cũng chỉ có nước trục xương trong tụ. Gã xoay người bỏ chạy, hy vọng trong đêm nay sẽ trốn khỏi được vùng này. Gã có chôn một cái hũ vàng ở cuối vườn nhà mình. Số vàng đó đủ cho gã sống lẫn tránh được chục năm. Trong khoảng thời gian đó, sẽ tìm cách xoay sở trốn qua Campuchia hoặc Lào, rồi làm lại cuộc đời. Mình làm sao có thể để gã trốn một cách tốt đẹp như vậy? Cậu ném tới một lá bùa, rồi hô: "Truy nhân diện, truy!" Ngay lập tức lá bùa hóa thành một luồng kim quang, lao thẳng vào chân gã Dũng, đánh cho hắn ngã nhào ra đất. Mình bình thản đi tới, nhếch môi cười: "Muốn trốn sao? Không có dễ đâu." Bởi vì thầy Khang đã gọi điện cho bên công an, nên chỉ một lát sau, hai chiếc xe cơ động đã chở một tốp công an cùng cảnh sát cơ động tới để bao vây trường học. Cả Dũng bị tóm lên thùng xe, đưa về đồn. Ngoài thầy Khang và Diệu bị thương nằm trong văn phòng, thì người ta còn tìm thấy chú Sáu bị đánh ngất ở phòng bảo vệ, và hai cô giáo, cô Chiêu, cô Hằng cũng nằm trong khuôn viên của trường. Ngày đêm đó, cả Dũng với sự thẩm tra đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn khai đã chôn thằng Tèo ở phía sau trường học. Lúc người ta đào xác nó lên, mình quan sát thi thể của Tèo thật kỹ. Cậu nhìn trên ngực của nó được dán một lá bùa đã chuyển sang màu đen sẫm. Đó là loại bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách trong xác để không về báo mộng hay ra khỏi cơ thể được. Cậu giúp nó gỡ ra cho Tèo. Người dân ở đó không ai kìm được nước mắt, đều tỏ vẻ tiếc thương. Thằng Tí nửa đêm nghe động tĩnh cũng chạy theo cha má mình ra phía sau trường học. Thấy xác bạn mình, nó không ngại mùi hôi thối đang bốc ra, lao tới mà ôm lấy xác Tèo, khóc lên nức nở. Ai cũng lắc đầu mà không kìm được nước mắt. Mọi người không ai nói năng gì. Anh Hải bế xác của Tèo cùng mọi người quay trở về nhà của mình. Chị Tuyền lúc nghe được tin thì ngất lên ngất xuống bao nhiêu bận. Nhìn thấy chồng đưa xác con về, chị không kịp nói lời nào thì lại ngất liệm đi. Anh Hải tự mình đặt xác con xuống tấm chiếu mỏng, thay quần áo, lau sạch lại cơ thể cho con trai. Vợ chồng anh khó khăn, quanh năm làm ruộng để kiếm sống, có được mỗi đứa con trai duy nhất, lại bị tên Dũng ra tay tàn nhẫn sát hại. Mình cũng ở đó, cậu chỉ biết đứng ở bên ngoài quan sát. Lần này lại là một lần cậu không phải đối mặt với một đối thủ cao tay, nhưng một kẻ chỉ học được chút bùa phép thì độ tàn ác của hắn cũng không thua kém gì ai. Bên tìm một góc vắng rồi ngồi xuống. Ban nãy trên đường tới bệnh viện cùng thầy Khang, cậu cũng hỏi được vài điều, từ đó liên kết lại được một câu chuyện hoàn chỉnh. Thì ra cô My là người yêu của thầy Khang. Sau cái chết của cô, thầy vẫn luôn đau đáu. Thầy vẫn luôn nghi ngờ một giáo viên trong trường ra tay giết người yêu mình, cho nên từ đó luôn để ý tới động tĩnh của bất cứ ai. 49 ngày mất của My, thầy Khang vô tình nhìn thấy gã Dũng lúc thắp nhang cho My, trên môi lại nở ra một nụ cười quá dị. Không ai đi thắp nhang cho người mất mà có thái độ như vậy cả. Điều này dấy lên sự nghi ngờ cho thầy Khang. Kể từ đó, thầy cũng để ý gã Dũng nhiều hơn, cũng thường xuyên bắt lỗi hắn ta, làm cho người ta cho rằng thầy có ý định chiếm cái ghế phó hiệu trưởng.
Tuy nhiên gã Dũng rất cẩn thận và kín đáo. Sau hôm đó thì không có bất cứ hành động nào khả nghi. Thầy Khang thấy thầy Dũng cứ bám lấy cô Diệu, trong lòng có dự cảm không lành, mới thường xuyên tiếp cận Diệu để cảnh báo cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cho tới hôm nay, thầy Khang biết được có ba giáo viên nữ ở lại trong trường. Trong lòng dâng lên linh cảm không tốt, cho nên tan trường không về nhà, mà trốn trong phòng học đối diện để canh chừng. Thế rồi thầy Khang nhìn thấy cô Chiêu và cô Hằng lần lượt rời đi. Cả Dũng bước vào, đèn điện tắt tối om, biết có chuyện không hay xảy ra với cô Diệu, liền tới đi cứu. Quá ra chính cô Chiêu và cô Hằng cũng bị đưa vào cái bẫy mà bản thân hai cô không biết. Gã Dũng dùng bộ mặt đẹp mã cùng với chức danh của mình để tán tỉnh cùng lúc hai cô. Hai cô ở lại ngày hôm nay cũng là do Dũng ngầm ra ám hiệu. Lúc các cô đang chấm bài, hắn nhắn tin cho từng cô tìm cách ra ngoài với hắn, sau đó đánh ngất đi. Mục đích của hắn chính là cô Diệu, vì hắn biết cô sẽ khó có thể ở lại ban đêm vì mới xảy ra vụ án của thằng Tẹo, cho nên mới tìm cách để hai cô giáo kia ở lại cùng. Đối với một thầy pháp cao tay, thực sự mà nói chỉ cần giết một cô gái là đủ để luyện oán ngải. Nhưng cả thầy Dũng chỉ là tay mơ, hắn luyện nửa năm không thành, vì thế cái chức hiệu trưởng không tới tay hắn. Ngoài ra, hắn cần một vật dẫn, đó là một linh hồn của đồng tử. Chỉ có linh hồn đồng tử làm chất dẫn mới khiến cho oán ngải phát huy được sức mạnh tối đa. Đó là lý do hắn xuống tay với thằng Tèo. Chỉ vì những ham muốn của bản thân mà tên Dũng nhẫn tâm xuống tay bao nhiêu mạng người. Nhưng lần này may mắn là có mình xuất hiện kịp thời. Sáng ngày hôm sau, cả làng Thanh Bình đều chấn động. Bà con không ai tiếc ta đi làm, chỉ chực chờ chạy đi hỏi nhau chuyện. Họ bàn tán cả ngày mà vẫn không thôi hoảng hốt. Về tới nhà nghỉ, mình lấy lá bùa đang giam giữ linh hồn của My ra. Cậu đọc ấn chú và giải phép cho My để giúp cô thoát khỏi sự khống chế của gã Dũng. Linh hồn của My từ từ xuất hiện trước mặt mình. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cái làm hại cô cũng phải trả giá rồi. Bây giờ cô nên siêu thoát đi. Cảm ơn cậu. Trước khi tôi đi, tôi có thể gặp anh Khang một chút được không? Tôi vẫn còn vài lời cần nói với anh ấy. Mình gật đầu. Linh hồn của My dần dần tan biến trong màn đêm. Mình chỉ kịp nói với theo. Nhớ đi đầu thai đó nghe. Mình nằm xuống giường. Bây giờ thì cậu biết vì sao trên người thầy Khang lại dày đặc âm khí. Có lẽ vì My thường xuyên xuất hiện bên người thầy ấy. Tuy nhiên vì bộ chú của gã Dũng, cô không thể hiện thân cho thầy Khang thấy được. Có lẽ bọn họ sẽ được nói chuyện với nhau một lần sau cuối. Vậy là mọi chuyện đã xong. Sáng sớm hôm sau, mình lại leo lên xe, vít ga thật nhanh ra khỏi làng Thanh Bình, tiếp tục cho chặng hành trình phiêu lưu của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Nhân Trường Tiểu Học, là phần tiếp theo của những chuỗi những câu chuyện về hành trình của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh, tác giả Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.